Cảm ơn quý vị đã trở lại chương trình tin tức tối nay cùng với chúng tôi. Tiếp theo đây là những bản tin liên quan đến Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, tin đầu tiên trong phần tin về Việt Nam đến từ Hà Nội cho biết rằng 400.000 người Việt chết trong mỗi năm vì các chứng bệnh không lây nhiễm. Kính thưa quý vị, theo Prensa Latina, thì các chứng bệnh không lây nhiễm đã làm khoảng 400.000 người chết mỗi năm tại Việt Nam hiện nay. Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam, đó là Nguyễn Thành Long tuyên bố như trên, xác nhận các chứng bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân đã gây ra 70% cái chết trong những thời gian qua và 40% trong số này dưới 70 tuổi. Ông cũng nói thêm rằng, bất chấp nỗ lực muốn kiểm soát các chứng bệnh về ung thư, tiểu đường, cao huyết áp và tim mạch, thì số người chết về những nguyên nhân nêu trên vẫn tiếp tục gia tăng đến mức báo động. Ông Thành Long cho biết rằng, có nhiều người bị bệnh qua đời vì thiếu nhận thức, chẳng hạn như có đến 49% nam giới hút thuốc lá, 77% dân số uống các loại nước giải khát có cồn và số lượng muối tiêu thụ tại Việt Nam tăng gấp đôi mức độ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, còn viết tắt là WHO. Các chuyên viên của WHO đặc trách khu vực nói rằng Việt Nam bị mất 1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm vì các chứng bệnh có liên quan đến thuốc lá. Các chuyên viên WTO đề nghị tăng cường việc kiểm soát các chứng bệnh không phụ thuộc loại lây nhiễm để làm giảm chi phí điều trị và tình trạng quá đông đúc tại các bệnh viện. WTO cho rằng đây cũng là một biện pháp giảm áp lực đối với nền kinh tế và cộng đồng dân chúng. Ông Thành Long thì cho rằng để đạt được những mục tiêu trên thì Việt Nam phải dứt khoát sửa đổi nhiều chính sách có liên quan. Và vẫn theo tin này, thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam muốn giảm tỷ lệ tử vong vào năm 2015 thêm 20%. Nhưng có vẻ đây là một mục tiêu xa vời vì tình hình môi sinh của Việt Nam hiện nay đang quá tệ hại. Thưa quý vị, gỗ lậu Campuchia ồ ạt sang Việt Nam tính đến từ Hà Nội. Một tổ chức giám sát môi sinh quốc tế vừa lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền và giới chức quân đội Cộng sản Việt Nam phớt lờ hoạt động của các băng đảng buôn lậu khai thác gỗ tại quốc gia láng giềng Campuchia để đưa sang Việt Nam chế biến. Băng nhóm buôn lậu đã chung chi hàng triệu Mỹ Kim cho giới chức thẩm quyền của cả hai phía, Cộng sản Việt Nam và Campuchia, để được cấp kim ngạch nhập cảng gỗ khai thác bất hợp pháp. Việc khai thác gỗ ở Campuchia bị coi là bất hợp pháp thường diễn ra tại các công viên quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt. Campuchia đã cấm xuất cảng gỗ tròn từ đầu năm 2016 và đóng cửa biên giới Việt Nam đối với ngành gỗ. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, thì việc khai thác gỗ lậu tiếp tục diễn ra trong vòng bí mật. Báo mạng The Standard dẫn phúc trình của Tổ chức Điều tra Môi sinh đặt văn phòng ở London nói rằng Campuchia là quốc gia có tỷ lệ khai thác gỗ và tàn phá các khu rừng dẫn đầu thế giới và mỗi năm có khoảng 300.000 mét khối gỗ được chuyển ra khỏi nước này. Còn theo Radio Australia, gỗ lậu được đóng chặt tại Campuchia, sau đó thì được chuyển sang Việt Nam với khối lượng khổng lồ và Australia là quốc gia mua gỗ lậu này. Hồi năm ngoái thì nước Úc nhập cảng số sản phẩm gỗ trị giá 300 triệu Mỹ Kim từ Việt Nam, phần lớn là các loại vật dụng, trang trí, nội thất. Thưa quý vị, công quỹ đã bị cạn kiệt, thì Sài Gòn đã cho phép quảng cáo thương mại trên những chiếc xe bus. Đây là tin từ Sài Gòn, Việt Nam. Giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn đã cho phép quảng cáo trên hơn 2.300 chiếc xe bus với hy vọng là sẽ thu được khoảng 170 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với 7.48 triệu Mỹ Kim cho một năm cho ngân sách của thành phố. Theo Nikkei Asian Review, thì chính quyền Sài Gòn trước đó đã khăng khăng cấm tiệt việc quảng cáo trên xe bus. Vào năm ngoái, thì các công ty truyền thông Quasha Việt Nam, đơn vị tài trợ của Quasha Nhật Bản, thắng thầu dự án vẽ bảng quảng cáo trên các chiếc xe bus vận chuyển hành khách trên 10 tuyến đường của Sài Gòn trong vòng một năm sau khi lệnh cấm ban hành từ năm 2002 được gỡ bỏ. Phán quyết của tòa án đã mang lại khoản thu nhập lên tới 14.6 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 642.000 Mỹ Kim cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn, cao hơn kế hoạch dự định khoảng 40%. Trong khuôn khổ dự án được mở rộng, các nhà quảng cáo được phép sử dụng hai bên hông của chiếc xe bus để quảng bá sản phẩm của mình, nhưng không được phép sử dụng mặt trước cũng như là mặt sau. Về mặt khác, thì việc quảng bá sản phẩm ngoại quốc cũng bị hạn chế, không được phép vượt quá 50% tổng số quảng cáo ở trên xe bus và khoảng 20% tuyến di chuyển xe bus được dùng vào việc tuyên truyền chính trị. Hợp đồng được ký kết giữa công ty điều hành xe bus cũng như các công ty quảng cáo sẽ kéo dài đến 3 năm, kính thưa quý vị.
một nữ sinh Việt Nam bị mất tích bí ẩn tại Gady, Ireland. Kính thưa quý vị, trong một nguồn tin nhận được từ Gady, Ireland, thì theo SundayWorld.com, cảnh sát đang mở cuộc điều tra theo dõi tung tích của nữ sinh viên Việt Nam 19 tuổi đang học tiếng Anh bị mất tích tại Ireland. Cô này tên là Nguyễn Thị Hồng, đã đến nước này vào đầu tháng 7 năm ngoái. Phúc trình của cảnh sát địa phương nói, cô Nguyễn Thị Hồng được nhìn thấy lần cuối cùng tại đường Clinamark, Kerry Mays, Dublin vào ngày 18 tháng 7 năm ngoái, khoảng 4 giờ rưỡi chiều. Tuy nhiên thì chưa ai rõ cô Hồng mặc loại trang phục nào trước khi được cho là mất tích đột ngột. Cô gái nạn nhân được mô tả cao khoảng 5 feet, dáng hơi gầy và có mái tóc đen xõa dài. Cảnh sát Gady, Ireland kêu gọi bất kỳ ai biết được thông tin của Nguyễn Thị Hồng thì xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại 1-800-666-111. Và tiếp theo sau đây mời quý vị theo dõi một phóng sự tại Nam California với anh Phan Đại Nam. Vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2017 tại khu xây dựng tượng đài Vua Quang Trung nằm trên đường Euclid, thành phố Garden Grove, Nam California, Ủy ban xây dựng tượng đài và các hội viên Hội Ái Hữu, Tây Sơn, Bình Định và Đồng Hương đã hân hoan đón tượng Vua Quang Trung sau khi đã hoàn thành, đã được chở từ Houston, Texas về đến khu xây dựng tượng đài tại Lido, Sài Gòn, Nam California. Xin kính mời quý vị theo dõi sau đây. Phát Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật 8 tháng 5 2017, tại khu vực đang xây dựng nơi đặt tượng đài Vua Quang Trung trên đường Euclid, góc Business Center Parkway thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Ủy ban xây dựng tượng đài Vua Quang Trung và một số thân hữu thuộc Hội Tây Sơn Bình Định đã có mặt để đón tượng Vua Quang Trung từ Houston, Texas đưa về, là một công trình nghệ thuật cuối cùng của điêu khắc gia Phạm Thông khi ông vừa qua đời vào tháng 11 năm 2016 vừa qua. Nhân dịp này, ông Bùi Thế Phát, Tổng Thư ký Ủy ban xây dựng tượng đài, kiêm Phó Thị trưởng thành phố Garden Grove đã cho chúng tôi được biết. Tượng Vua Quang Trung bằng đồng thì khoảng 10 giờ là cái cơ quan vận chuyển từ Texas đưa tượng đồng về đây. Họ cho biết là 10 giờ thì sẽ được đặt đến đây, mang đến đây. Thì chúng tôi sẽ để cái tượng ngay trên cái chỗ mà gần cái hàng rào đó anh. Và có những hàng rào đó sẽ đóng khung lại xung quanh để cái đồng hương đi ngang qua có thể thấy được tượng Vua Quang Trung. Và bác sĩ Nguyễn Chí Vĩ, Chủ tịch Ủy ban xây dựng tượng đài đã cho biết thêm chi tiết. Chúng tôi đem cái tượng này về theo lời yêu cầu của các anh em trong cái ban mà kỹ thuật xây cất. Tại vì cả một hệ thống tượng được dựa vào hai cái chân và cái đuôi. Thì các anh em nó muốn đo cho chính xác rõ ràng để đặt ba cái đinh rất lớn vào cái bệ đó. Thì khi mà cái tượng được đem về đây thì có thể là thứ hai này chúng ta đặt ba cái đinh và tuần sau nữa là có thể để cái tượng lên trên bệ được. Thưa ông, vậy khi mà tượng đài được mang về đây thì tất cả những cái vụ việc mà chi phí vận chuyển này thế nọ thì chúng tôi đã biết là tượng đài xây dựng Vua Quang Trung đã gây dựng, đã quyên góp được một số tiền cũng khá lớn, nhưng mà hiện thời bây giờ vẫn còn thiếu nhiều lắm. Nhưng mà qua cái việc vận chuyển này thì cái tốn phí nó như thế nào thưa ông? Dạ thưa anh Phan Đại Nam, cái vấn đề di chuyển đó thì trong cái hợp đồng đó thì hãng đúc tượng họ trả tất cả. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ cho chúng ta, tại vì lúc trước mà ký contract với ban xây tượng đó, thì khi mà cái tượng hoàn thành xong rồi đó thì cho chúng cái xe mà cái tượng mới được đem qua. Nhưng bây giờ cái bệ chưa xong thành chúng tôi phải trả tất cả những chi phí về cái vấn đề mà đặt tượng trong tương lai. Ví dụ như thuê cái xe cần cẩu này đó, thì giờ chúng tôi phải thuê nghĩa là mà 600 đồng một giờ trong ngày Chủ nhật này, số tiền rất là tốn kém. Nhưng mà việc đã làm thì chúng tôi sẽ làm cho tới nơi tới chốn, thưa quý đồng hương. Và sau khi xe chở bức tượng vừa được chở tới, trong niềm vui, nhà văn Đặng Phú Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban xây dựng tượng đài đã cho biết những giai đoạn kế tiếp. Trong vòng một tuần hay là 10 ngày là tối đa là chúng tôi sẽ đặt bức tượng lên trên cái bệ. Đó là cái bước tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa thì chúng tôi mới bắt đầu ghép đá ở chung quanh cái tượng cũng như là dưới cái bệ tượng đó. Để rồi tiếp theo nữa là chúng tôi khắc tên những vị mạnh thường quân giúp cho cái ủng hộ tiền bạc để mà làm cái tượng này. Rồi tiếp theo nữa là chúng tôi sẽ hoàn thành cái landscape chung quanh của cái tượng. Rất may, một cái điều này tôi cũng thấy nói lên là thật sự là chúng tôi rất là vui lòng ở cái chỗ là cái anh chủ đất là anh Michael Vũ đó, anh đã cho cái khu vực của tượng đài là lên đến gần 4.000 square feet.
thì như là một công viên nhỏ, cho nên là chúng tôi phải làm landscape cho nó đẹp. Kính thưa quý khán thính giả, sau đó bức tượng đã được xe cần cầu đưa vào khu đất và một người đã đứng chụp hình lưu niệm. Và qua lời kêu gọi của giáo sư Lê Văn Ba và cựu thiếu tá Dư Văn Hà thuộc Ban Tài chánh, xin mọi người hãy tiếp tay với hội để lo cho công việc sớm hoàn thành. Và mọi chi tiết quý vị có thể vào website tuongdaiquangtrung.org hay điện thoại 714-775-2222, 714-775-2222. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự ở đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Kính thưa quý vị vừa theo dõi bản tin Việt Nam và phóng sự cộng đồng. Và một lần nữa sau phần thông tin ngắn gọn, chúng tôi sẽ trở lại trong phần tin văn nghệ và đời sống.